Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh đất và một căn nhà Thái ở tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Trước màn hình quý anh chị đây là con đường Phan Đình Phùng, đường trung tâm và vào khu hành chính mới của huyện Chư Sê nhé quý anh chị. Từ vị trí màn hình quý anh chị đây ạ, đi ra tới quốc lộ 14A bán kính trong vòng khoảng 200m đổ lại thôi nhé quý anh chị. Chỉ 200m thôi ạ. Và khu hành chính cũ bây giờ thì hiện tại từ vị trí nhà của chúng ta ra tới khu hành chính, Ủy ban nhân dân huyện, chợ, siêu thị, cốp mát, ngân hàng loanh quanh trong vòng khoảng 500m đổ lại thôi ạ. Chỉ 500m đổ lại. Đây là con đường Phan Đình Phùng, con đường đôi có 4 làn đường xe đi đây quý anh chị nhé. Ở khu vực đây thì quý anh chị thấy đấy ạ, con đường này là con đường nổi tiếng nhất, sầm uất và trung tâm nhất của huyện Chư Sê. Và theo hướng đây thì chúng ta về tới công viên của Phạm Văn Đồng thì bán kính trong vòng khoảng 700m, ra tới bờ kè thì khoảng 300m nhé quý anh chị. Và sang tới trung tâm hành chính mới chuẩn bị sắp tới đây thì khoảng 800m đổ lại là chúng ta về tới trung tâm hành chính ạ. Nhà đất nhắc lại là đây là con đường Phan Đình Phùng ạ. Và hôm nay nhà đất đăng tải lên là một mảnh đất theo mặt đường của Phan Đình Phùng đây là 10m nha quý anh chị. Chiều sâu của chúng ta đã trừ lộ giới là 21m cùng một căn nhà Thái đẹp nha quý anh chị. Và đây căn nhà của chúng ta đây ạ, quý anh chị thấy đây ạ. Đằng trước đây thì gia chủ làm một cái cổng đây ạ, khá là chắc chắn. Toàn bộ bằng hệ thống cửa sắt dày, đẹp. Và trước đây thì có một cái cổng đây ạ. Xây có hai cái trụ to, đường kính khoảng 60, toàn bộ ốp bằng đá hết đây ạ. Quý anh chị thấy đây ạ. Mặt trước đây toàn bộ gia chủ đã xây một hệ thống cổng chống trộm chắc chắn nha quý anh chị. Để nhà đất nhắc lại, theo mặt đường của Phan Đình Phùng là 10m, chiều sâu đã trừ dưới 21m, đằng sau cũng đằng sau là hậu là 10m lẻ 5 nhé quý anh chị, 10m lẻ 5. Đất của chúng ta là hậu. Và ngay đằng trước nhà đây thì gia chủ có chừa lại một không gian sân, cái vòm đằng trước đây quý anh chị thấy đấy ạ. Và đằng trước đây với cái không gian này chúng ta có thể kinh doanh, mua bán, ăn nhậu, quán cà phê vân vân được nhé quý anh chị nhé. Và khu vực này là khu dân cư đông, toàn bộ đã được lát gạch đỏ nền đây hết ạ. Chỉ theo dõi căn nhà và bây giờ nhà đất sẽ đi vào căn nhà để quay xem công năng sử dụng của chúng ta thế nào ạ. Căn nhà đã được đổ mê và mái Thái nhé quý anh chị nhé. Toàn bộ phun cửa gỗ chăm xe luôn. Đây ạ, cái mặt trước của căn nhà quý anh chị theo dõi đây ạ. Căn nhà có một phòng lồi, có một cái cửa sổ đây ạ. Nhà đất quay chi tiết cho quý anh chị. Và bên hông của chúng ta thì gia chủ vẫn chừa lại khoảng cỡ tầm 40 phân đấy để lấy không khí thoáng mát. Căn nhà đã được lắp điều hòa đầy đủ nha quý anh chị nhé. Giá trị căn nhà của chúng ta là dàn cửa 100% cửa gỗ. Và ngay bên phải đường căn nhà của chúng ta đây thì có một cái đường luồng và một cái cửa để đi vào căn nhà đây ạ. Và đây để nhà đất tiến chân vào căn nhà. Toàn bộ dàn cước gỗ bằng chăm xe cửa hết ạ. Có đóng khung ngoại đầy đủ nhé quý anh chị nhé. Ở đây trước màn hình quý anh chị đây là hiển thị một cái phòng khách. Bạn mở cho mình mấy cái phòng ngủ luôn đấy. Đây ạ. Một phòng khách rộng rãi, dài khoảng 10m nhé quý anh chị. Và đây gia chủ thiết kế có 3 phòng ngủ ngay bên hông phòng khách của chúng ta đây ạ. 3 phòng ngủ đều như nhau hết, toàn bộ bằng cửa gỗ 100% cửa gỗ chăm xe hết ạ. Ở trên thì đã được đóng la phông đây ạ. Ngay bên hông đây thì lại có một cái cửa sổ phun cửa gỗ nhé quý anh chị nhé. Có điện bật hết lên. Ở đây để nhà đất tiến chân vào một cái phòng ngủ đầu tiên đây quý anh chị ạ, thấy đây ạ, toàn bộ cửa gỗ hết đây ạ. Ở dưới thì được làm bằng sàn, toàn bộ bằng cũng gỗ chăm xe hết đây ạ. Đóng sàn 100% hết mấy phòng ngủ nhé quý anh chị.
Một phòng ngủ đây thì gia chủ làm hệ thống khép kín phòng toilet vệ sinh ở ngay một cái phòng ngủ của chúng ta, giống như một phòng nhà nghỉ khách sạn luôn nhé quý anh chị nhé. Đấy, toàn bộ đóng bằng sàn hết, có một cửa sổ và đây có điều hòa đầy đủ đây ạ. Có 3 phòng ngủ, phòng nào cũng được lát toàn bộ đóng sàn bằng gỗ hết 100% nhé quý anh chị, 100% đóng sàn gỗ hết, cửa có khung ngoại cửa gỗ hết nhé quý anh chị. Và đây là phòng thứ 3 của chúng ta, cũng giống hệt như nhau hết, toàn bộ được đóng sàn hết đây ạ. Đóng sàn, đóng nạp không đầy đủ. Cửa đây ạ. Phải nói một căn nhà đẹp nhé quý anh chị. Ở thời điểm này nếu chúng ta làm căn nhà này thì cũng phải cứ 2 tỷ rưỡi nhé quý anh chị. Theo nhà đất tính thì khoảng 2 tỷ rưỡi chúng ta mới làm một căn nhà đây. Gia chủ thì lại thiết kế một cái ngay cái phòng bếp ở ngay cái phòng khách của chúng ta đây ạ. Và đây, kế bên đây thì lại có một không gian. Ở chỗ này thì chúng ta có thể buổi sáng chúng ta sinh hoạt, đánh răng rửa mặt ở đây ạ. Và đây lại có một cái phòng vệ sinh riêng. Đấy, một phòng toilet và một phòng vệ sinh, ở đây hơi tối nhá, do bị mất điện. Đây, bật điện lên rồi đấy ạ. Đây quý anh chị ạ, toàn bộ đã được ốp bằng loại đá cao cấp. Đây là phòng vệ sinh. Phải nói một căn nhà được thiết kế gọn gàng. Ở đây một cái phòng nhà tắm đây ạ, riêng biệt đây ạ. Quý anh chị thấy đây ạ. Một căn nhà mái Thái có tổng diện tích khoảng 150 m², toàn bộ 100% cửa gỗ, gồm có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 2 nhà tắm, và có không gian đằng trước đây ạ. Chúng ta có thể về đây kinh doanh mua bán bất cứ mặt hàng gì cũng được. Đây là nơi đô thị sầm uất nhất ở huyện Chư Sê nhé quý anh chị nhé. Gia chủ đưa ra một cái giá chỉ có 3 tỷ 550 triệu, bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị ạ. Có thương lượng nhẹ nha quý anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm tới lô đất và căn nhà đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn rõ hơn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo để chúng ta tiến hành mua ngay ạ. Gia chủ đưa ra một cái giá hợp lý nha quý anh chị nhé. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam để biết vị trí căn nhà, lô đất và khu dân cư đường đi nối lại nó thuận tiện thế nào ạ. Nhà đất xin tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của nhà đất và xin mời quý anh chị tiếp tục đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất nhà đất đăng tải lên để cho chúng ta tham khảo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.